Long thần cậu tự ý dùng binh, câu kết với kẻ địch ý đồ mưu phản, chứng cứ rõ ràng. Bây giờ cậu phải chịu hình phạt cao nhất, cậu còn gì để nói? Tôi nhận tội, tôi chỉ hy vọng anh nói được làm được. Đừng động đến người nhà của tôi, chuẩn bị dùng hình. Tiêu Thần, một đời kiêu ngạo sắp kết thúc. Con chưa được phân cao thấp với cậu trên chiến trường. Đúng là nuối tiếc đấy. Nhưng mà cậu yên tâm, đường xuống suối vàng cậu không hề cô độc. Anh có ý gì? Vì tôi sẽ cho người nhà cậu chết cùng cậu, anh dám, Bắc Cương Vương. Anh từng đồng ý với tôi. Tiêu Thần, cậu thất bại ở chỗ quá ngây thơ. Chim một tổ đều như nhau. Trước giờ tôi đã nhổ cỏ là phải nhổ tận gốc. Kiếp sau cậu nhớ lấy, đừng có tùy tiện tin người khác. Dùng hình, ngũ mã phân thây. Cái này sao có thể chứ? Giết cậu ta cho tôi. Cái gì, tất cả xông lên cho tôi. Ai bắt được Tiêu Thần, thưởng 1 tỷ. Phong làm thượng tướng 5 sao. Chỉ dựa vào anh cũng muốn giết tôi à? Rút. Alo, Chu Tước, giờ cô lập tức triệu tập Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ. 4 người lập tức dẫn người đến Giang Thành. Bố, mẹ. Con trai bất hiếu, con trai bất hiếu. Thưa Long Soái, 30 người nhà họ Tiêu, không còn ai sống, chỉ còn phu nhân và em gái ngài chưa tìm thấy xác. Giết. Giết hết cho tôi, một người cũng không được bỏ sót. Vẫn còn có người. Lục thiếu, tôi cầu xin anh, tha cho Văn Tây đi, 38 người nhà họ Tiêu, chỉ còn lại cô ấy. Diệp Thanh Tuyết, đến giờ cô vẫn nghĩ đến nhà họ Tiêu à? Cô chê hại nhà họ Diệp chưa đủ à? Lục thiếu, nhà họ Tiêu bọn họ không liên quan gì đến nhà họ Diệp tôi hết. Diệp Thanh Tuyết này đã sớm bị đuổi khỏi nhà họ Diệp rồi. Lục thiếu à, nếu anh không chê thì cút. Tôi không có hứng thú với cô. Tôi ấy à, đã không đợi được đến buổi hôn lễ rồi, giờ chúng ta bắt đầu luôn nhé. Đừng mà, đừng mà. Bỏ tôi ra, dừng tay. Lục thiếu, anh ta chính là Tiêu Thần. Tiêu Thần à, bỏ cô ấy ra. Bỏ ra à, đừng vội. Đợi tôi chơi chán, sẽ thả ra thôi. Tiêu Thần à, Tiêu Thần, nếu tôi là cậu, tôi đã sớm cút xa rồi. Sao anh còn mang theo 2 tàn binh bại tướng đến tìm chết chứ? Đúng là nực cười. Không tồi, ở trước mặt quyền lực anh chả là gì hết. Giờ tôi cho anh cơ hội. Quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi. Có lẽ tôi còn tha cho anh một mạng. Muốn chết, nhà họ Lục có ai tôi xử người đấy. Phải đền mạng hết cho tôi. Đốt Lăng Yên. Lăng Yên cháy rồi, chủ nhân gặp nạn, tất cả nghe lệnh của tôi, chuẩn bị đi giải cứu chủ nhân, tuân lệnh. Nhanh, nhanh lên cho tôi, muộn 1 phút, cứ chờ chịu tội.
Đồ đằng Thanh Long à? Lại còn pháo Lăng Yên. Anh làm lính lâu ngày nên ngu đi à? Ở đây là Giang Châu, không phải Bắc Cương. Không có tổng đô lệnh, một có binh lính nào được vào hết. Phế vật, anh còn quay về làm gì? Cút. Thanh Tuyết, cút. Tôi bảo anh cút. Nhà họ Tiêu là chịu quả báo. Lục Thiếu vì dân trừ hại. Thanh Tuyết, bọn họ hại nhà họ Tiêu của anh. Em là vợ anh. Em còn nói đỡ cho họ. Không sai, tôi nói giúp cho họ đấy. Tôi cam tâm tình nguyện làm người phụ nữ của Lục Thiếu. Thì sao? Giờ tôi sáng mắt rồi. Anh còn không nhanh cút đi. Tên nhóc, đã nghe rõ chưa? Cả tộc bị diệt. Đến người phụ nữ anh yêu cũng bỏ rơi anh. Khốn đốn quá nhỉ. Lục Thiếu, người này đã là một tên phế vật rồi. Làm lính ở biên giới mấy năm, chả có tác dụng gì, cũng không gây ra được uy hiếp gì với anh. Anh để anh ta đi đi được không? Thanh Tuyết, anh xin lỗi em, giờ anh sẽ cứu em. Đừng có qua đây. Anh mà qua đây, tôi sẽ chết cho anh xem. Thanh Tuyết, em hãy tin anh. Những người này, anh có thể giết như chó. Đừng nói những lời ngốc nghếch như vậy. Nếu thật là vậy, nhà họ Tiêu sao có thể bị diệt môn chứ? Đi. Đi được bao xa thì đi đi. Được, anh đi. Thanh Tuyết à, cô tưởng như vậy thì anh ta sẽ không sao à? Cô coi tôi là gì chứ? Lục Thiếu, tiện nhân, cô muốn chết cũng không dễ vậy đâu. Chúng ta còn phải làm lễ cưới nữa. Xúc sinh, người đâu, tiếp tục đốt Lang Yên. Trong vòng 5 phút tôi sẽ khiến anh chết. Là lệnh khẩn của Long Soái, Bạch Hổ vệ nghe lệnh, tất cả mang theo 5 vạn đại quân lập tức đến đông nam của Giang Châu. Nhanh. Ôi rác rưởi, có thể dùng trò khác không? Tứ đại chiến vương, nếu anh có thể mời tứ đại chiến vương đến, con mẹ nó tôi cũng gọi được Long Soái trấn quốc đến. Xin anh tha cho Tiêu Thần, anh ta bảo vệ quốc gia nhiều năm, bảo vệ biên cương, không có công lao cũng có khổ lao. Tôi dùng máu chiến đấu nhiều năm như vậy, hóa ra là để bảo vệ đám sâu bọ thế này. Xúc sinh, thật cảm thấy không đáng cho các anh em đã chết của tôi. Giờ anh biết thì cũng muộn rồi. Diệp Thanh Tuyết, có phải rất muốn cứu anh ta không? Thế này nhé, chúng ta chơi trò kích thích hơn đi. Cởi đi. Cởi sạch. Tôi sẽ thả anh ta đi. Thanh Tuyết, đừng nghe lời anh ta. Được, tôi cởi. Tốt lắm, tiếp tục cởi. Lục Hàn Xuyên, anh muốn chết. Người muốn chết là cậu. Ám ảnh Tu La, ra đây. Tôi đường đường là sát thủ quốc tế hạng 5, để tôi giết một tên phế vật, vậy mà lại là ám ảnh Tu La. Nhà họ Lục quả nhiên có tiềm lực, cao thủ như vậy mà cũng mời được. Tôi sẽ để cậu ra tay trước, nếu không cậu còn không có cơ hội rút đao ra. Là anh tự chuốc lấy. Thả người. Tôi không thả. Tên nhóc, đúng là có chút thủ đoạn đấy. Nhưng mà nhà họ Lục tôi cũng không phải là bùn nhão. Một sát thủ chết thì đáng là gì chứ? Không phải cậu thích đốt Lang Yên à? Đốt thêm xem nào. Để tôi xem cậu còn bao nhiêu thủ đoạn nữa. Được, vậy thì tôi thành toàn cho anh. Đốt pháo Lang Yên. Giang Châu đã đốt 3 Lang Yên. Mau, điều 10 vạn quân lập tức theo tôi đến Giang Châu. Vâng. Tên nhóc, diễn đủ chưa? Cậu tưởng mấy quả Lang Yên này có thể dọa ông đây lùi lại à? Bố mẹ, đường xuống suối vàng, bố mẹ đợi thêm một lát, lập tức sẽ có người đến thỉnh tội với hai người.
Tiêu Thần. Là em vợ của anh, tôi có điều muốn nói với anh. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Hiện giờ nhà họ Lục có thể một tay che trời ở Giang Thành. Anh, tốt nhất là cam chịu đi. Cái này cũng là vì tốt cho anh. Tốt cho tôi à, đồ rắn rết này. Một đám chỉ biến dở trò bẩn thỉu. Sao bọn họ vẫn chưa đến? Đốt Lang Yên thứ tư, Long Soái không được. Bốn pháo Lang Yên, Giang Thành sẽ nát. Chỉ có trận chiến diệt quốc mới có thể sử dụng. Tôi nói, đốt. Đốt đi. Yeah! Chỉ có vậy thôi à? Anh chỉ không ngừng đốt Lang Yên, đốt Lang Yên. Anh khiến tôi mất kiên nhẫn thật đó. Tiêu Thần, anh đã chọc giận tôi rồi. Không phải anh muốn cứu Diệp Thanh Tuyết à? Tôi thành toàn cho anh. Anh muốn cứu à? Đánh hay lắm. Đánh hay lắm. Lại tiện nhân thế này thì nên đánh. Họ Lục kia, tôi khuyên anh bỏ vợ tôi ra. Nếu không tôi sẽ cho anh mềm xương. Đừng nói nữa, Diệp Thanh Tuyết. Nguyện dùng một mạng đổi lấy mạng của Tiêu Thần. Xin Lục thiếu thành toàn. Kiếp sau chúng ta gặp lại nhau. Thanh Tuyết. Thanh Tuyết. Là anh không chăm sóc tốt cho em. Thanh Tuyết. Kiếp sau chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau. Thanh Tuyết. Bốn pháp Lang Yên san bằng Giang Châu. Nhanh, Long Soái đang ở Tiêu phủ. Trăm vạn quân Nam Cảnh xông lên san bằng Giang Châu. Đáng tiếc quá, đáng tiếc quá. Anh xem giờ anh làm thế này, cảm giác cả họ bị diệt. Thế nào? Lục thiếu, nói nhiều với anh ta làm gì chứ? Xử chết anh ta là xong. Được rồi, tôi cũng chơi chán rồi. Hai người băm anh ta thành thịt cho chó ăn. Lục thiếu, hình như có người đến. Hẳn là cứu viện của nhà họ Lục. Tứ đại chiến vương. Thuộc hạ tham kiến Long Soái. Chu Tước, cô lấy đan dược cứu phu nhân. Bạch Hổ, anh giúp phu nhân băng bó vết thương. Vâng Long Soái. Còn diễn nữa à? Nghiện diễn rồi phải không? Một đám hàng giả. Anh nhìn xem cây đao này là thật hay giả. Còn ngây ra đó làm gì? Xông lên cho tôi. Chuyện gì vậy? Con mẹ nó. Anh tuyệt đối không được giết tôi. Hôm nay anh chết chắc. Lục thiếu. Tiêu Thần, anh giết Lục thiếu. Anh xong đời rồi, mấy người xong đời rồi. Cô cũng muốn chết à? Đồ giết người này. Tôi sẽ đi tìm Tầm Thiên Tư. Anh đợi đó cho tôi. Long Soái, vết thương của phu nhân đã được băng bó. Đã dùng đan dược. Thanh Tuyết. Thanh Tuyết.